Là một sinh ra đích thực và đây Liêm Khiết đã được hơn 20 năm rồi. Cái game này mới được 3 năm tuổi thôi nhưng mà xem thế cho căng thẳng. Là một sinh ra đã cùng với những em học sinh thân thương trải qua vô số trận chiến khốc liệt. Từng tiếng cười, tiếng vui đùa của học sinh, tiếng ông thầy thoi thóp khi bị đổ nắp một lỗ đạn trên người. Lúc đó cứ tưởng là Isekai con mỡ rồi, hay là những tiếng tha thiết nồng thắm của những em học sinh trong những đêm bùng nổ này. Thôi thì đã đến lúc Lương phải đi chạm cỏ rồi. Lương đùa đấy. Thì hôm nay Lương với anh em sẽ cùng ngồi đây review về em học sinh tiếp theo không ai khác, đó chính là Toki trong bộ đồ Bunny. Trước khi vào video, cho Lương xin một like, một subscribe kênh để Lương có động lực để làm những đêm bùng nổ về những em học sinh nhá. Bây giờ thì chúng ta intro cái. Toki, năm một học sinh năm nhất đứng lên trường Millennium. Cái này chắc hẳn anh em Sim Toki cũng đã biết hết rồi. Em ấy được biết đến kể từ khi Vol 2. Lúc đó em vẫn đang là vệ sĩ dưới trướng của Rio, một học sinh quyền lực nhất đến từ trường Millennium, kiểu giống như người đứng đầu vậy. Bên Trinity thì có Nagisa, Gehenna thì có Makoto, kiểu đại loại như vậy ạ. Quay trở lại với Toki, là một điệp viên siêu cấp VIP Pro của nhà CNC và cũng không hề kém phần biển, nhưng vẫn thua chỉ đại Nero. Lần này em ấy hóa trang với bộ đồ thỏ để làm một nhiệm vụ quan trọng cùng với team phát triển game. Đi cùng với em ấy vẫn chính là khẩu súng trường mang tên Thời Gian Bí Mật, hay được biết đến là khẩu súng trường HKG-11 ở ngoài đời đấy anh em ạ. Thỏ Toki của chúng ta lần này sẽ ra sân với vai trò là một striker, sử dụng đạn đỏ, giáp đỏ. Đi hình sở trường của em ấy là ở ngoài trời, bình thường ở thành thị và bị lờ mao khi ở trong nhà. Đối với món quà yêu thích của em ấy bao gồm 6 món, Lương sẽ để ở trên màn hình để anh em có thể tham khảo nhé. Còn về nội thất tương tác thì là một chiếc ghế xoay mà anh em thường thấy ở trong các quán pub và quán bar. Cơ mà lâu lâu Toki mới xuất hiện ở quán cà phê rồi tương tác á, em ấy sẽ quay quay cute thật sự, đến nỗi mà Lương cũng muốn quay quay cute thật đấy anh em ạ, hãy cố gắng lấy ghế để nhá. Cuối cùng là L2D của Toki sẽ được mở khóa khi chúng ta đạt được độ thân mật cấp độ 5. Quay em thỏ đang nằm ngủ kìa, còn chần chừ gì nữa anh em, cứ thế mà. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nội dung chính của video, thông tin kỹ năng. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với kỹ năng ấy trước, có giá là 2 cost. Em ấy sẽ mở vali ra, móc cái găng tay vô cực của Thotnos, nhưng không búng tay làm bay một kẻ địch yêu nha. Em ấy sẽ bắn hàng loạt cái tên lửa, gây ra một lượng sát thương tương đối lớn vào một kẻ địch đã chỉ định. Và khi các sensei dùng kỹ năng ace của Toki, em ấy sẽ được tăng thêm hiệu quả sát thương đạn đỏ nhất định trong vòng 20 giây đến từ kỹ năng phụ. Kế đến là kỹ năng thưởng, mỗi 40 giây em ấy sẽ gây ra một lượng sát thương nhất định vào một kẻ địch, đồng thời gắn cho kẻ địch debuff giảm kháng crit damage xuống nhất định trong vòng 30 giây. Cuối cùng là nội tại, cho phép em ấy tăng thêm một lượng attack nhất định. Và nếu các sensei nào chịu đầu tư nâng em ấy lên UE40, em ấy sẽ được tăng thêm 2660 tốc đánh nữa nha. Cực kỳ xịn sò luôn. Mặc dù Toki Bunny đã được ra mắt từ tận năm ngoái rồi, cho đến hiện tại thì theo như Lương á, em ấy vẫn là một DPS xài khá là tốt, vẫn là rất là ổn. Và điểm nổi bật nhất của em ấy chính là đến từ kỹ năng AX của em ấy. Khi mà các xe chỉ cần tốn 2 cost thôi nó rẻ bèo luôn đó. Em ấy sẽ đấm valo kẻ địch, vì kèm theo đó là một chút buff từ kỹ năng phụ của em ấy, nên sẽ khiến cho em ấy đánh đau hơn, xịn sò hơn. Ngoài ra, Toki còn có khả năng gây debuff giảm kháng cái sát thương chí mạng từ kỹ năng thường trong một cái thời gian nhất định nữa. Kỹ năng này sẽ thật sự rất có lợi cho anh em khi mà nó có thể giúp cho team của mình có thể nổ ra cái crit to hơn, xịn hơn. Với bộ skill như trên, Toki sẽ thực sự là tỏa sáng ở ray 5 chị em siêu nhân. Còn với các ray giáp đỏ khác, theo Lương thì có thể đi được như là Bina và Sirokuro. Bên cạnh đó, em ấy có thể đi được một số drill nhất định nữa nhé các bạn nhé. Mặc dù bộ kỹ năng nhìn có vẻ rất là đơn giản và dễ chơi, kể cả kỹ năng Ace Code cũng khá là rẻ nữa, nhưng mà Lương khi mà trải nghiệm ở thời điểm hiện tại, em ấy có vẻ khá là bị nép vế Mặc dù cái kỹ năng X khá là ngon lành cành đào, nhưng cái hỏa lực mà em ấy gây ra lại không được ấn tượng cho lắm so với các DPS đạn đỏ hiện nay á. Ví dụ như, ôi trời ơi, Hina Dress này, Aru này, hay là Yoshibiban này,
hay là thậm chí DPS đạn đỏ đã từng tung hoành ở thời kỳ đầu như Azusa đi chăng nữa, thì vị thế của em ấy gần như là không có ở trong các bảng xếp hạng mây rồi. Chỉ ít thì lâu lâu xuất hiện ở trong các raid Kaiten để làm sub DPS thôi. Hoặc là có thể anh em đi cầm em ấy đi làm mission cũng được, bởi vì cũng hai cốt cũng rất là ok. Còn về PvP thì không khả thi đâu nhá. Đừng mang Toki đi không mà em ấy nằm im á. Đừng cầm đi nhá. Đúng cái vé này, câu hỏi hiện tại của chúng ta bây giờ là có nên roll em ấy hay không? Wow, yeah. Vậy là anh em cũng đã có tự cho mình cái câu trả lời đúng không? Theo như Lương á, thì chúng ta nên skip luôn ở trong banner này. Mặc dù em ấy rất là xinh, nhưng mà comment Toki được phải để dành túi tiền để roll cho các em học sinh khác rồi. Còn anh em nào sim Toki thì cứ ok mà chuyển nhá, không cần nói gì đâu. Vậy là vừa rồi, Lương Xe đã cùng với mọi người điểm qua tất cả những thông tin cần thiết về cô nàng thỏ. Quay quay. Đấy rồi, nếu KCC có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment phía dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp nha. Nhớ like video, subscribe kênh để không bỏ lỡ những số tiêu điểm học sinh mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại KCC trong video tiếp theo. Bye bye.